Con rể ngài thủ tướng Giữa lúc cả nước đang sụp sôi với các đại án tham nhũng thì thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bỗng năng nổ xuất hiện như vì sao sàng trên các phương tiện truyền thông. Ông liên tục ra những chỉ đạo trên mọi lĩnh vực bất kể có thực chức trách nhiệm vụ của ông hay không từ tham nhũng, giao thông y tế, giáo dục, đặc biệt lần nào ông cũng hô hào rất to sẽ tuyên chiến với tham nhũng cần phải quyết liệt cần kiểm tra xử lý nghiêm minh cán bộ bao che cho buôn lậu sản xuất hàng dạ với cậu khí bừng bừng tình đâu ông sẽ lan sạng ngay vào trận chiến với sặc nội xâm tệ ra chỉ là ngôn ngữ kiểu trèo đò qua sông rồi bỏ lái hiệu quả từ cầu hiệu chống tham nhũng của ông phúc đâu chưa thấy chỉ thấy từ khi ông làm phó thủ tướng đến nay đã bảo hộ vững chắc cho cả dòng họ tranh giành được vô số các mảnh đất vàng, những hợp đồng, cơ hội làm ăn béo bở, từ đó gây dựng nên đế chỉ gia đình với khối tài sản trị giá hàng tỷ USD. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngoài căn nhà nho nhỏ ở số 58 Nguyễn Thị Minh Khai, Đà Nẵng, được ông trưng ra làm bình phong cho thiên hạ thấy mình thành cao. Còn vô số các biệt thự khác như căn villa số A9 rộng 373m2 tại khu du lịch Ocean Villas biệt thự Vicom Villas 4 trên 29 Hoa sữa Hà Nội, căn hộ 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh, căn hộ Subi, Sài Gòn thì ông đều cho người nhà đứng tên. Nhà tư họ ở số 49 Phan Kế Bính, Đà Nẵng, được xây dựng hoàn toàn bằng các loại gỗ quý, điều khác trảm trộn tinh vi là được trùng tu thường xuyên để đảm bảo cho sự tiến thân trong sự nghiệp của ông. Hàng loạt các tài khoản chìm trong ngân hàng, tập đoàn, đều được ông Nguyễn Xuân Phúc ém nhẹm bằng nhiều hình thức. Sau thời gian dài đâm chém trên cái ghế phiền trường Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Đà Nẵng, ông anh ruột Nguyễn Quốc Dũng lại được cậu em Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chống lưng để vơ vét trong lĩnh vực xây dựng. Công ty trách nhiệm hữu hạn Nguyễn Quốc Dũng, 198 Trần Phú, quân Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, chính là nơi để vợ chồng ông Dũng vươn vào bạch tuộc, hút các dự án màu mỡ tại mảnh đất miền Trung này nhưng dù sao con cái vẫn được tin tưởng hơn là anh em. Vợ chồng cô con cái rượu Nguyễn Thị Xuân Trang, sinh năm 1986, và chàng dệ Vũ Trí Hùng, sinh năm 1979, mới chính là những kẻ được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chọn mặt gửi vàng. Vũ Trí Hùng thuộc diện gia đình chính sách, được hưởng ưu đái của chế độ, nên được nhà nước cho đi du học nước ngoài tại Mỹ năm 1997 đến 2003. Anh năm 2003 đến năm 2007, khi về nước cùng London làm nhân viên quen tại công ty cổ phần chứng khoán VN vận mệnh đổi thay khi năm 2008, Hùng chinh phục được Nguyễn Thị Xuân Trang, ai nữ của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và được kết nạp vào đảng. Từ đây cuộc đời của Hùng bước sang trang mới, dưới sự phân công và bảo trợ của bố vợ, Hùng được cắm ngay vào mảnh đất màu mỡ của công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam với chức danh phó phòng quản lý vốn và đầu tư tài chính ban tài chính sự nghiệp lên như xỉu gặp gió thì lệ thuận với khối tài sản khổng lồ mà vũ trí hùng đem về cho thủ tướng nguyễn xuân phúc thực hiện định hướng của bố vợ và sự bảo trợ của các đại gia được phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chỉ định từ khi về nước đến nay vũ trí hùng đã thay mặt phó thủ tướng thực hiện hàng loạt các phi vụ thâu tóm đầu cơ tài chính từ năm 2007 đến nay, với vai trò nắm tài chính của Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam. Vũ Trí Hùng đã lách được 46,69 tỷ đồng từ Công ty Cổ phần Phú Thành Mỹ, trong đó Hùng gửi gắm ông Trần Công Tấn, em vợ Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đứng tên 36,69 tỷ đồng và tặng riêng cho bố ruột là ông Vũ Trí Kiên, số tiền 10 tỷ đồng. Năm 2010, trên quê nhà Quảng Nam của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chẳng dễ phú trí hùng thâu tóm được dự án khu phố chợ điện nam trung khu đô thị điện nam điện ngọc điện bàn quảng nam trên danh nghĩa hợp tác với đối tác ma mang tên công ty trách nhiệm hữu hạn mtv đầu tư và xây dựng nguyên thịnh phát do ông trần công tuấn cũng là em vợ thủ tướng nguyễn xuân phúc đứng tên với tổng vốn 79,69 tỷ đồng năm 2013, Vũ Trí Hùng cùng tay trong Nguyễn Văn Hoan, mở công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại tư vấn đầu tư HNH cho Vũ Ái Hương, em sửa thùng đứng tên. Ngay sau đó thâu tóm 30% cổ phần công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thái Hưng và thực hiện hàng loạt dự án ma nhằm xuất tiền từ công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam. Từ năm 2013 đến nay, vợ chồng Vũ Chỉ Hùng, Nguyễn Xuân Trang tiếp tục mở hàng loạt các công ty nhằm hứng dự án và đầu cơ công ty cổ phần khoáng sản Bắc Trung Nam, công ty trách nhiệm hữu hạn phân phối S&P, nhà hàng Sen Đông Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 3 năm 2014, Vũ Chỉ Hùng tiếp tục được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi gắm vào Bộ Tài chính với chức danh Phó Phụ trưởng, vụ quản lý thuế doanh nghiệp lớn thuộc Tổng cục Thuế, một nơi mà ai cũng biết là cực kỳ béo bự khi có đủ cả quyền lẫn tiền. Sau 8 năm lập thân vào nhà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Trí Hùng đang sở hữu giúp bố vợ những khối bất động sản. 1.600m2 đất tại thành phố Hồ Chí Minh, 600m2 tại quận 2 và 1.000m2 tại quận 9, biệt thự Vincom Village 04, cách 29 hoa sữa, rộng 340m2 tại Long Biên, Hà Nội. Theo giấy từ là do ông Nguyễn Xuân Phúc tặng, nhà mặt tiền tại số 29A Đồng Khởi, quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ rộng 260m2 tại trung cư 59 Ngô Tất Tố, quận Bình Thạnh thành phố Hồ Chí Minh. Cũng do ông Phúc tặng theo giấy tờ. Căn hộ 1A12-5, khu phố Garden Court, Phú Mỹ Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. Căn hộ chung cư Ruby, Second View, thành phố Hồ Chí Minh do ông em vợ phó thủ tướng là ông Trần Công Tấn đứng tên giúp. Căn hộ số web 511, khu căn hộ Golden Westlake, số 162A, Hoàng Hoa Thám, quận Ba Đình, Hà Nội, rộng 218 m2, căn hộ rộng 180 m2 tại chung cư tại Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội, căn hộ rộng 127 m2 tại Bắc Xuân Hùng Vương, 126 Hùng Vương, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh. Nhà mặt tiền tại khu đất Kim Cương 29A Đồng Khởi, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày đầu Lý Nhã Kỳ cũng nhờ Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mà có được một căn để mượn sắc trang sức trên cùng con đường này. Chỉ tính riêng căn biệt thự Vincom Village và căn hộ tại chung cư 59 Ngô Tất Tố mà Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi gắm chàng trệ đã có trị giá trên giấy là trên 30 tỷ đồng. Số tiền lớn khổng lồ đó ở đâu xa với sự liêm khiết mà ông Thủ tướng thường siêu sao. Chỉ nói riêng về cổ phiếu theo bạn khai Vũ Trí Hùng. chị khai có 9 tỷ, chắc là anh ta quên mất tài khoản số 045C 105986 tại công ty cổ phần chứng khoán dầu khí trị giá 20,89 tỷ đồng và 22,6 tỷ đồng và 800 cổ phiếu tại công ty cổ phần nước khoáng Đa Cai. Chưa kể ba căn hộ siêu sang, Hùng cũng quên khai báo cũng như khoản tiền 28,67 tỷ đang nằm ở Oxen Bank. Thật quả sức tưởng tượng từ hai bàn tay trắng khi về nước, chỉ sau 8 năm làm dệ của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Vũ Chí Hùng đã vơ vết được khối tài sản, có giá trị chỉ ít là 500 tỷ đồng mà đời mới chỉ là chàng rể chỉ kể các quan hệ mật thiết khác của phó thủ tướng nguyễn xuân phúc chẳng trách thiên hạ bàn tán xôn xao là ngài thủ tướng chịu chi sẵn sàng bỏ tiền tỷ để trái phiếu tín nhiệm trong khi nước ta còn nghèo biết bao gia đình thương binh liệt sĩ và mẹ việt nam anh hùng và gia đình có công với cách mạng đang không có một căn nhà xa hồn để ở thì người lạc quan như ông phúc lại ra sức chống lưng cho người nhà bòn suất của cải đất nước để làm giàu cho gia tộc Hà Sa Bảy Lâu Sơn Ta và các đồng chí của ông bị lừa về hành động của ông trái ngược hẳn với những gì ông đang hô hào để ký thế trong các hội nghị chống tham nhũng trên truyền thông báo chí cả nước trong các cuộc vận động tại các địa phương Vậy mà khi được hỏi về nguyên nhân dẫn đến tham nhũng ông phúc không ngần ngại chọn phương án đổ lỗi sau người dân cho doanh nghiệp vì theo như cách ông nói thì chính người dân và doanh nghiệp đang làm hư cán bộ khẩn thiết đề nghị ban nội chính trung ương ủy ban kiểm tra trung ương nhanh chóng vào cuộc kiểm tra kỹ càng để có câu trả lời với nhân dân không thể để câu hỏi sao chỉ có mình tôi của ông trần văn truyền mãi không có lời đáp phóng viên một thế giới điều tra tài sản của nguyễn xuân phúc đầu tranh phòng chống tham nhũng là nhiệm vụ của toàn đảng toàn dân và của cả hệ thống chính trị trong đó có vai trò công thể thiếu của báo chí thực hiện chủ trương của lãnh đạo thỏa soạn Nhóm phóng viên nội trình Bảo điện tử một thế giới đã thực hiện việc tập hợp, chứng thực các tư liệu được quân chúng nhân dân, cung cấp về khối tài sản của gia đình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đồng thời thực hiện phỏng vấn lãnh đạo các cơ quan hữu quan. Tuy nhiên, việc làm đúng chức năng nhiệm vụ quy định rõ trong luật báo chí này đã bị ngăn chặn không thương tiếc bởi chính những người trong cuộc. Thời gian gần đây, mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin về khối tài sản khổng lồ của gia đình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thậm chí một vị lão thành ở Tam Kỳ Quảng Nam đã gửi đơn đề nghị thanh tra khối tài sản của Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc liệt kê đầy đủ các hạng mục tài sản khủng mà gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc đang sở hữu. Trả lời dư luận, văn phòng chính phủ nơi ông Nguyễn Xuân Phúc đang lãnh đạo chỉ phản ứng yếu ớt rằng các đơn tố cáo là nạc danh không có thực, thực hiện chức năng của báo chí trong công tác đấu tranh chống tham nhũng. Nhóm phóng viên báo điện tử Một Thế Giới đã tập hợp những tư liệu mà quần chúng nhân dân cung cấp, trong đó đáng chú ý là nhiều tài liệu scan giấy tờ sở hữu, kê khai tài sản và các giấy tờ liên quan có tự tin cậy rất cao. Trước mắt, phóng viên đã chứng thực một số khối tài sản thuộc sở hữu của gia đình ông Nguyễn Xuân Phúc, căn villa số A9 tại khu du lịch Ocean Villas, Đà Nẵng đứng tên Nguyễn Xuân Hiếu, con trai ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc du học tại Mỹ về nước vào tháng 5 năm 2014. Hàng loạt tài sản có giá trị cực lớn đứng tên Nguyễn Thị Xuân Trang, con gái ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Vũ Trí Hùng, viên chức nhà nước, con rể Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Hai căn biệt tự tại thành phố Anaheim, quận Cam Tiểu bang California, Hoa Kỳ, do gia đình Đặng Văn Thành đứng tên xúc, kèm bạn sơ can bằng lái xe tại Mỹ của Nguyễn Xuân Hiếu, ghi rõ địa chỉ một trong hai căn biệt thự trên hợp đồng tặng không toàn bộ 54% sở hữu của Sacombank tại công ty cổ phần nước khoáng đa cai của gia đình Đặng Văn Thành cho Vũ Trí Hùng và chứng nhận 1 578.170 cổ phần tại tập đoàn Thanh Thành Công của bà Trần Nguyệt Thu, vợ chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Tài liệu chứng minh Nguyễn Thị Xuân Trang và Vũ Trí Hùng, vợ chồng con gái ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tiền lên đến 50 tỷ, trốn thuế 500 triệu đồng tại căn nhà 29 A Đồng Khởi, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện phóng sự. Phóng viên nội chính Nguyễn Tuấn Nam đã tìm hiểu tiến độ điều tra của các cơ quan chức năng bằng cuộc phỏng vấn ông Phạm Anh Tuấn, phó ban nội chính Trung ương, người trong thời gian qua có nhiều phát ngôn quyết liệt về phòng chống tham nhũng. Nội dung cuộc phỏng vấn xoay quanh thông tin dư luận về khối tài sản của phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trên blog lốc mạng xã hội. Tuy nhiên ông Tuấn chỉ trả lời quanh quanh. Các thông tin trên mạng là các thông tin không chính thống. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ra bộ chính trị quản lý nên ban nội chính không thể can thiệp, phải bảo đảm cái ổn định để tránh mất lòng tin quá lớn và dẫn đi dặn lại rằng tốt nhất không nên có ý kiến gì. Xin giới thiệu đến quý độc giả nguyên văn đoạn phỏng vấn. Khi âm phỏng vấn ông Phạm Anh Tuấn, phó trưởng ban nội chính trung ương của phóng viên Nguyễn Tuấn Nam về việc thanh tra khối tài sản công lầu của gia đình Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Alo anh Tuấn ạ, à, alo. Dạ em Nam báo đến từ một thế giới ông Tuấn à ư. Ừ. Dạ vâng liên quan đến những thông tin mấy trang mạng xã hội đưa về quân chức lãnh đạo nhà nước, những cái bất thường về khối tài sản, muốn hỏi anh tí là mình có cuộc xác minh hay xử lý về mặt thông tin hay không. Ông Tuấn, tức là thế này em này, cái thứ nhất là mình có cả một hệ thống chính trị, thứ hai là có cả một cơ chế cả quy chế cả quy định làm việc. Đấy chứ không phải đánh giá thấp cái trang mạng xã hội đâu, nhưng mà đấy là những cái thông tin rất không chính thống. Thông tin đúng cũng có, xây dựng cũng có, nhưng ngược lại thì cũng có. Đấy những thông tin này hiện đang ở những mức độ, bởi vì tất cả những thứ đó có nếu có thì cũng chẳng ai xóa đi được, chẳng ai giấu đi được. Thế thì hiện nay, vì nó là những thông tin từ xưa đến nay nó vẫn thế mà, chính vì vậy nó không chính thống. Cái thứ hai nữa là, là mình cũng không thể chạy theo hết các thông tin đó được. Đương nhiên là chẳng hạn cán bộ có tài sản các thứ, có vấn đề gì thì anh nghĩ là cả hệ thống chính trị với cả tổ chức đảng và nhà nước của mình có khả năng làm rõ cũng giống như đơn thư bây giờ người ta gửi đến rất là nhiều tôi cáo nhiều cái do người ta hiểu hoặc người ta nghĩ nhưng mà trên thực tế thì không đúng như thế mình không thể chạy theo hết được nhưng cũng không bỏ qua cái đấy còn hiện nay thì chưa em ạ à. hiện nay thì các thông tin trên mạng nói nhiều lắm cho nên mình cứ bình tĩnh cái đấy thôi nhé chuyện anh trao đổi với em cũng không cần đưa lại làm gì nhé giả dạ vâng cái đoạn nó đưa về cụ thể anh em mình trao đổi với nhau thôi trường hợp của bắc phúc đấy ạ à. thì Ông Tuấn, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi, từ hiện nay thì. Phóng viên, ban nội chính trung ương của mình thì cũng không. Ông Tuấn ngắt lời, chưa chưa có gì, chưa có gì hết, tức là thế này, bác ấy là bộ chính trị quản lý mà. Không có chính thức thì mình không có ý kiến gì em nhé. Chẳng may cho nhóm phóng viên một thế giới quá trình điều tra tài sản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bị lọt đến tay Nguyễn Công Khế, diễn đến cuộc thanh trần cốc liệt trong nội bộ tờ báo. Mọi công tác liên quan bị đình chỉ tuyệt đối toàn bộ hồ sơ liên quan bị tiêu hủy để cũng là một trong những nguyên nhân khiến tổng biên tập lê ngọc thịnh bị thất dụng